Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay chúng tôi đã quay trở lại với việc chúng tôi sẽ đánh giá một model mới của bộ sưu tập Rolex đến từ thương hiệu Audemars Piguet. Chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ gì và có điểm gì đặc biệt, với mức giá là bao nhiêu thì chúng ta cùng tìm hiểu trong video này em nhé. Việc đầu tiên thì chúng ta hãy sơ lược qua một chút về bộ sưu tập Rolex đi. Rolex có thể nói là một bộ sưu tập vô cùng thành công và khởi đầu cho cái trend là Luxury Sport Watch. Đồng hồ đầu tiên, Rolex đầu tiên được sản xuất và giới thiệu vào năm 1972 bởi ngài Gerard Genta, và chiếc đồng hồ đó có mã hiệu là 5402. Thì trước đây thì chúng tôi cũng đã từng có cái cơ hội được sở hữu những chiếc 5402 phiên bản đầu tiên là Serie A với mức giá cực kỳ hợp lý, và bây giờ có cái mức giá hiện tại so với cái thời điểm chúng tôi được giao cách đây khoảng 4 năm thì nó đã tăng khoảng tầm gần 3 lần. Anh em thấy kinh khủng không ạ? Và đó là một trong số những kỷ niệm chúng tôi không bao giờ quên khi chúng tôi tham dự cái sự kiện đấu giá đó. Và cái chiếc đồng hồ ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu tới anh em đó là một chiếc đồng hồ Rolex dành cho nữ với đường kính là 34mm. Có thể nói là với những khách hàng không quan tâm đến Rolex hay là không quan tâm đến AP thì có thể nghĩ là ồ, chiếc đồng hồ này tôi đã thấy thử rất lâu rồi hay là gì đấy. Nhưng không, đây lại là một model hoàn toàn mới, và để AP thay đổi mặc dù là rất nhỏ thôi nhưng để phù hợp với cả xu thế. Đây là một trong số những chiếc đồng hồ lady của nữ giới có mức giá hiện tại ở thị trường thứ cấp cao hơn khá là nhiều so với giá retail bình thường. Giá retail price của AP, kể cả là nữ giới, cách đây chúng tôi mua khoảng gần 1 năm thôi là vẫn được chiết khấu. Tuy nhiên là với chiếc đồng hồ này có một mức giá ở trên thị trường thứ cấp cao hơn tương đối nhiều so với cả giá retail price. Giá retail price chỉ ở mức khoảng 48-49 ngàn USD, dưới 50 ngàn. Tuy nhiên là mức giá ở trên thị trường thứ cấp lên đến gần 65 ngàn USD, khoảng 1,5 tỷ. Đâu là điểm khiến cho cái chiếc đồng hồ này lại hot và có cái mức giá cao đến như vậy? Thì tôi sẽ điểm ra một vài cái yếu tố. Thứ nhất, đây là một chiếc đồng hồ được nâng cấp hơn 1mm. Nghe nó hơi buồn cười một chút, nhưng 1mm đối với một chiếc đồng hồ nó là một cái khoảng rất là lớn đấy. Đấy, nhất là từ 33-34mm. Và với một chiếc dáng to, dáng lớn hơn so với cái dáng truyền thống thông thường, thì 34 hiện tại của Rolex sẽ giống như 36 với những chiếc đồng hồ truyền thống. Với những chiếc đồng hồ dress của nữ mà chúng tôi thống kê được thì với Rolex là 28 và 31, còn với đồng hồ AP Rolex của lady, của chị em ấy, thì là nó sẽ là 33 và 37. Tuy nhiên là 33 thì nó lại hơi nhỏ quá và 37 thì lại hơi bự quá, cho nên là size 34 hiện tại là một size đẹp. Đó là lý do đầu tiên khiến cho chiếc đồng hồ AP Rolex 34 này ra đời. Tiếp đến, chiếc đồng hồ này được sở hữu một cỗ máy tự động. Phiên bản trước của phiên bản này, phiên bản 33 thì sử dụng máy pin. Sau một thời gian họ sản xuất cái chiếc đồng hồ 33 với cỗ máy pin thì có lẽ là họ thấy nhiều cái phản ứng không được tích cực cho lắm và doanh số có thể là sụt giảm với những phiên bản đó, thế nên là họ đã nâng cấp cũng như là giới thiệu một sản phẩm mới, mặc dù là không có quá nhiều điểm khác biệt. Nếu như chúng ta đặt hai chiếc đồng hồ lại ở gần nhau, cái điểm duy nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy và phân biệt được phiên bản 33 sử dụng máy pin và phiên bản 34 sử dụng máy automatic, đó chính là cái vạch phút. AP 34 thì có vạch phút ở rìa mặt số, còn phiên bản 33 máy pin thì không. Cả hai chiếc đồng hồ này thì đều không có cái dòng chữ automatic. Và đây là lần đầu tiên một chiếc AP có size nhỏ như thế này được trang bị kính sapphire để chúng ta chiêm ngưỡng được cỗ máy bên trong. Tuy nhiên là về cỗ máy của chiếc đồng hồ này thì tôi lại không đánh giá cao lắm, bởi vì đây không phải là một cỗ máy in-house. Đây là một cỗ máy được AP thuê Vaucher. Vaucher là một nhà sản xuất máy rất là có tên tuổi ở trong ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ. Vaucher sản xuất máy cho Parmigiani và nổi tiếng nhất là chính là Richard Mille với những cái phiên bản thông thường như là 05, 10. Đó. Về cảm nhận của tôi về chiếc đồng hồ này thì có thể nói là đây là một chiếc đồng hồ bắt trend. Thương hiệu đã biết lắng nghe những cái ý kiến của khách hàng, chuyển một cỗ máy pin sang một cỗ máy tự động. Thì trước đây nếu mà sử dụng máy pin thì chị em sẽ cảm giác là không phải chỉnh giờ. Tuy nhiên là chuyển sang cỗ máy này thì chúng ta bắt buộc phải chỉnh giờ, nhưng cái việc mà chúng ta đeo một chiếc đồng hồ cơ khí nó vẫn khác hơn là đeo một cái máy pin không có cái tính chất là lưu giữ cho thế hệ sau này, vân vân, kiểu như vậy.
đường kính 34mm thì lại rất là phù hợp với cái cổ tay của người châu Á như là cổ tay của người Việt Nam của chúng ta. Thì đây là một trong số những cái bộ sưu tập mà tôi nghĩ là trong thời gian tương lai sẽ rất là hot đó. Và mức giá để sở hữu chiếc đồng hồ này hiện tại dao động khoảng tầm 1,5 tỷ. Quý vị có suy nghĩ như thế nào về chiếc AP Lady 34mm này? 34mm có nhỏ quá hay không? Và quý vị thích 34 hay 37mm hơn? Thì hãy cùng comment ở phía dưới video này anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những video tiếp theo.